đâu, có thấy đâu. Nghe giải bồn bồn gì tụi ơi. Trời ơi, trời ơi, đó được đó. Ghế giờ chị vậy nữa, ăn trái cây nhiều ăn cơm á. Hồi đó đi làm thì ăn chuẩn giờ giấc, còn bây giờ muốn thích nào ăn ăn. Chị Nam giờ cũng khỏe ha, hai đứa lớn đường giờ. Đường đến đền thờ Bác. Hai đứa kia còn có xíu. Cao tốc hai lần xe. Quá đi cao tốc thì mấy đứa nó chạy ghê ghê luôn, nó tức.